Kính thưa quý vị, ông Mã Anh Cửu thị sát trái phép đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, tính từ Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu, người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5 năm 2016, đã bay đến đảo Ba Bình, hòn đảo của Việt Nam mà Đài Loan đang chiếm giữ trái phép để chúc Tết. Những người trên đảo chủ yếu là lực lượng tuần duyên và các học giả môi trường đang đồn trú trái phép. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Mã, người được cho là thân Trung Cộng, đến hòn đảo nằm khá xa Đài Loan. Chuyến đi kéo dài một ngày diễn ra giữa lúc thế giới đang lo ngại về việc căng thẳng leo thang trên tuyến đường biển quan trọng. Được biết, Tổng thống tân cử của Đài Loan là bà Thái Anh Văn được mời tham gia chuyến thăm đảo Ba Bình, nhưng bà từ chối và cũng không cử đại diện đi cùng với ông Mã Anh Cửu. Reuters dẫn lời phát ngôn viên của cơ quan đại diện Hoa Kỳ tại Đài Loan, bà Sonia Urborn nhận định rằng, chuyến đi của lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là vô ích và không giúp giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Quần đảo Trường Sa hiện là nơi tranh chấp của nhiều quốc gia, trong đó có Phi Luật Tân, Việt Nam, Malaysia và Trung Cộng. Riêng đảo Ba Bình có ba bên cùng tuyên bố chủ quyền là Đài Loan, Phi Luật Tân và Việt Nam. Hiện nay nằm dưới quyền kiểm soát của Đài Bắc. Hồi tháng 8, Đài Loan tuyên bố xây xong ngọn hải đăng phi pháp trên đảo Ba Bình của Việt Nam và đưa vào sử dụng cuối năm 2015.